Rồi, hay xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của MeToMe cùng bạn Tuấn Rồng. Và hôm nay Tuấn và Tuấn Rồng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà mình khắc phục cái hiện tượng mà bị rạn nứt của đàn hoặc gian Yamaha. Thì như các bạn đã biết, Yamaha của chúng ta thì rất là dễ bị nứt vỏ. Và nếu mà các bạn bị nứt vỏ thì cái giá trị của cái đàn sẽ giảm xuống rất là nhiều. Như các bạn đã thấy, đây là một cái đàn 950 đã bị rạn nứt ở mức độ rất là nhẹ này. Thì nếu mà các bạn chưa bị hoặc bị ở mức độ nhẹ này thì các bạn hoàn toàn có thể dùng keo để mình khắc chế ngay hiện tượng này liền. Thì như bạn đang thấy ở trên cái màn hình đã là một loại keo AB, nó có hai thành phần. Thì keo này bán rất là nhiều trên thị trường và giá cũng rất là rẻ nữa. Từ 150 đến 200 nghìn là các bạn có thể có được một lượng keo đủ để mà mình khắc phục cái hiện tượng bị nứt vỏ của đàn mà mình giới thiệu đây. Thì trên tay của Tuấn là một loại keo AB hai thành phần. Thì các bạn có thể trộn 50-50 với nhau để mà pha lại. Sau đó thì mình sẽ đổ vào ở trong cái vị trí phía trong của cái vỏ này để cho nó làm cứng lại, và cái vỏ của chúng ta sẽ không còn bị nứt thêm được nữa. Rồi, thì trước tiên các bạn cần phải pha hai loại keo lại với nhau. Thì các bạn trộn phần A và phần B tỷ lệ 1:1 nha các bạn. Rồi bắt đầu. Đó, 50-50 nha các bạn. Mình ước lượng cũng được, không cần phải quá chính xác. Ok. Rồi, các bạn có thể tìm một cái chai nước suối. Rồi mình cắt đôi ra. Dùm xong là mình có thể mình bỏ luôn cũng được. Rất là dễ nha. Rồi, các bạn có thể thấy nè, mình đổ vào đây là một phần rồi. Thì phần thứ nhì mình sẽ đổ một lượng vừa đủ bằng cái phần thứ nhất. Thường thường nó sẽ có hai phần, phần keo và phần làm cứng. Đó, bây giờ mình đã đổ phần làm cứng vô. Rồi, ok. Các bạn để ý là trên thị trường nó sẽ có hai loại keo AB. Một loại keo AB khi pha ra thì nó sinh nhiệt rất là nhiều, làm nóng mà có thể gây hỏng vỏ của cây đàn. Và một loại keo AB nó tốt hơn, thì cái loại này nó sẽ không làm nóng. Khi chúng ta pha ra, chúng ta khuấy thì chúng ta có thể biết là nhiệt độ ở đây nó có nóng hay không nè. Nếu mà nó nóng á thì chúng ta không dùng loại keo đó, mà chúng ta dùng loại keo nó tốt hơn thì nó sẽ không bị nóng nha. Thì bây giờ mình đang khuấy ra, mình bắt đầu mình khuấy cái này ra. Mình thể trộn đều giống vậy này. Làm vậy là cái keo nó sẽ tự được trộn với nhau. Đó, mình khuấy nha. Là khuấy thật đều. Nếu mà mình phát hiện ra keo sinh nhiệt thì các bạn tuyệt đối không được sử dụng cho đàn, tại vì nó sẽ làm hỏng vỏ. Còn nếu mà cái keo nó tốt thì nó không sinh nhiệt, thì mình có thể đổ vô trong vỏ. Mình đổ vô trong vỏ xong rồi mình sẽ chờ. Cái thời gian chờ nó cũng khá là dài nha các bạn, tại vì keo AB mà loại an toàn thì nó khô rất là lâu, tầm khoảng 3 đến 4 tiếng. Nếu các bạn chắc thì các bạn có thể đợi một buổi. Đó, thấy này, mình đi, mình kiểm tra bằng tay của mình có thể thấy ở đây nó rất là mát nè. Mình cảm nhận là mình không thấy cái nhiệt độ phát ra là ok đó các bạn. Và những loại keo khác rất là nóng nha các bạn. Đa số keo AB là khi trộn hai chất với nhau rất là nóng. Thì mình cũng giới thiệu với mọi người loại keo này là mua bán ở thị trường rất là nhiều. Các bạn cứ yêu cầu người bán là loại keo mà không có gây nóng. Mà nếu ở cái khu vực của các bạn mà mua khó khăn thì các bạn có thể liên hệ cho mình. Mình sẽ ship hàng về cho. Loại này quá rẻ đi. Loại này nó chỉ tầm 150 đến 200 ngàn là các bạn có thể đủ một cái lượng keo để pha được. Như nửa chai nước suối giống như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể là đủ để mà làm. Các bạn hoàn toàn có thể thấy là keo nó được pha rộn với nhau thì cái màu sắc ban đầu nó sẽ không còn nữa mà nó chuyển qua cái màu mới rồi. Một cái màu mới mà mình liên tục kiểm tra cái nhiệt độ ở đây nè. Rất là mát nha, không có nóng. Thì như vậy mới an toàn cho đàn được. Đó, các bạn có thể thấy.
mình cứ trộn như vậy đó là mình có thể mình quen liền. Loại này làm là yên tâm, không gây hư hỏng vỏ của đàn. Ok đó. Đây, chúng ta có thể để đó. Tại vì cái keo này nó cũng rất là lâu cho nên lâu khô cho nên mình cũng không sợ lắm nha các bạn. Mình cứ từ từ mình làm thôi. Rồi. Đây là một cái đàn 950 này, là mình nói lại chỗ này nó là bị nứt rạn nhẹ này. Rạn nhẹ thì mình hoàn toàn có thể khắc phục được, hoặc là đàn các bạn mới mua về không cần biết còn bảo hành gì hết á, nhưng mà chúng ta làm như vậy á thì chúng ta sẽ đỡ được cái sự hư nứt của đàn. Tại vì hư nứt thì sau này thứ nhất là mình đi làm vỏ lại tốn rất là nhiều tiền, và nếu rủi các bạn có bán đi mà cái đàn nó nứt thì giá trị nó không thể cao bằng những cái đàn chưa nứt được. Thì đó là lý do mà Mitomi hướng dẫn mọi người cách để mình gọi là mình phòng bệnh hơn chữa bệnh đó các bạn. Đó. Nhìn bên trong cái đàn này rất là đẹp nha các bạn. Nó chưa có thấy được cái vết răng nứt nhưng mà ở bên ngò là nó đã bị rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đổ ở cái khu vực này nè. Đó. Mình khi mình làm đổ ở khu vực này thật tốt á thì giống như chúng ta đổ bê tông vậy đó. Nó cứng, nó kết cấu chỗ này nó cứng hơn. Thì lúc đó mình đi lại nó sẽ không bị. Các bạn thể thấy ngay là cái vỏ của đàn Yamaha mình rất là mềm nè. Mình bóp tay nhẹ thôi nhưng mà nó lắc lư, thì lắc lư ngay ngày chỗ đó sẽ xảy ra cái vết rạn đó, như các bạn thấy đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách mọi người đổ làm sao cho nó tiện lợi nhất. Thì trước tiên chúng ta sẽ quay cái đàn lại. Nếu các bạn để đàn theo hướng như mình thì sẽ rất là thuận tiện trong công việc đổ keo. Thì sau khi để đặt cái đàn theo cái vị trí giống như vậy thì các bạn kiếm một cái thùng, các bạn kê lên. Thùng này chiều cao tầm khoảng 30 cm. Đó, các bạn kê lên nha. Rồi. Rồi, như các bạn thấy đó, cái đàn sẽ nằm tạo ra một cái góc. Đó, góc này thì bạn cứ tính cái khoảng cách ở bên đây hơn một gang tay này, tầm khoảng 30 cm là ok nha. Đó, cái khu vực bên đây tầm một gang tay. Thì bên đây bạn để sát dưới đất thì cái lớp keo nó sẽ nằm ngang cái mặt ở đây nè. Thì lúc đó mình đổ keo vô nó sẽ không bị lấp qua bên những cái vị trí khác. Đó, khi mình đổ keo thì keo nó sẽ thấm tràn hết vô đây. Không được để cho keo nó tràn qua cái khu vực trên này nha các bạn. Đặc biệt là chỗ mặt nút nhấn này hoặc là mặt phím này các bạn tránh ra. Đó, các bạn đổ cẩn thận nhẹ nhàng. Mình đổ ban đầu mình đổ ít thôi. Mình đổ từ đây mình đổ qua. Đổ đây. Đổ tràn qua. Tới giáp mí ở đây luôn. Miễn sao là mình đổ gọn gàng, không có làm văng ra ở khu vực loa và khu vực mạch là được. Rồi, chúng ta bắt đầu. Giống vậy nè, uống cà phê xong các bạn múc từng miếng ra, từng bạch triết vô. Hết sức nhẹ nhàng tình cảm hơn. Tại vì cái này nó quá đơn giản đi, nhưng mà mình quan trọng là mình set up sao cho đó nó có độ nghiêng này. À, để cái keo nó được định hình lại. Đó, đúng không? Các bạn thấy ha, nó mình đổ ra xong mình kéo ngang qua ngang lại để nó tạo ra, nó định hình được. Rồi bắt đầu nhanh đi, cứ đổ vô nhiều luôn đi, rồi sau đó mình định hình sau cũng được. Đó. Đó. Nhanh lên. Đó. Cái chừng dính vỏ nha, có dính là mình lau liền nha các bạn. Đó, những cái vết dính giống như vậy nè, nó tràn lên là mình quẹt liền, đó, không sao hết. Đó, khi mà làm thì các bạn có thể là dùng một miếng giấy á, giấy A4 hay gì đó, bạn che cái vị trí này lại này. Tại vì mình làm quen là mình không có làm đổ qua đây nhiều. Đó, các bạn làm lần đầu tiên các bạn tốt nhất có thể tháo luôn cái bàn phím ra. Chỗ bàn phím nó có một con ốc nhỏ này nè. Đây. Các bạn tháo cái con ốc này ra là có thể lấy cái bàn phím ra được rồi. Và rút mấy cái sách bên đây nữa nè. Đó, rút mấy cái sách bên đây ra nữa là các bạn lấy bàn phím ra luôn. Đây. Các bạn nhìn nè, khi mình để nghiêng cái cây đàn này thì những cái này nó không bị tràn tầm bậy mà nó sẽ tạo ra cái góc đó rồi. Đó. Tại vì keo này là loại chất đặc lỏng cho nên nó có thể là tràn tùm lum hết. Mà nếu mình không để nghiêng cây đàn thì xíu nữa nó chảy ngang là nó lan qua bên đây. Nó lan qua khu vực mạch này thì không tốt. Hoặc là nếu mình để ngang thì nó sẽ chảy tràn ra đây, nó vô trong phần loa này. Đó là nguy hiểm. Cái này đó là lý do mình phải để nghiêng cây đàn lại. Các bạn có thể để nghiêng cao hơn cũng được, không sao hết. Mình ước lượng sao cho nó hợp lý là được.
Đó. Như các bạn thấy là mình nói Tuấn pha nửa chai nước suối, và nửa chai nước suối thì mình có thể thấy là nó khá là dư rồi đó. Đó, như này. Mình làm chỉ tốn 1/3 cái lượng keo đó thôi. Cho nên nước keo này rất là lợi. Đó, mình có thể đổ nhiều lần. À, ở chỗ này nó có những cái lỗ này nha các bạn. Thì mình tránh đổ những cái lỗ này nha, tại vì nó sẽ tràn ra bên ngoài đó. Đó. Rồi, bắt đầu đổ luôn đi thôi. Đổ nhẹ nhẹ xuống. Đổ bằng cái này, đổ cho tràn xuống đây luôn nè. Tấp tấp vô trong đây nè, tấp vô trong cái háng của mình nè. Đúng không? Tấp vô xong lấy cái đồ lau liền. Kệ nó, cái đó để cho nó tràn, cứ đẩy ngang qua này. Em đẩy ngang qua, đúng rồi, đẩy cho nó tràn qua bên đây. Đó, nên các bạn thấy không? Đó, mình đẩy ngang qua. Mình chỉ làm sao đừng để keo nó tràn qua vị trí bên đây là được. Để tới vừa chỗ đó thôi. Ở bên đây còn thiếu nè, thêm một miếng nữa. Cái này nó được một cái lợi cái là nó lâu khô, cho nên mình định hình rất là dễ nha các bạn. Ví dụ như bị dính đây, các bạn có thể lấy cái khăn chùi đi để cho nó không có bị ăn. Mình không có lo. Cái này nó ban đầu nó rất là mềm, chỉ sau khi nó khô rồi á thì nó mới đông cứng lại. Còn bây giờ bạn thấy nó không hợp lý, bạn có thể dùng khăn để chùi. Mình dùng cái này cái kia để mình gạt ra. Tầm khoảng 3 đến 4 tiếng thì cái keo này mới nó định hình cứng được. Đó các bạn thấy này. Đó, mình làm cẩn thận thì sau này cái đàn của mình nó không bị nứt, nó còn giá trị. Và cái người mua sau này người ta cũng rất là thích nữa. Nếu các bạn làm nứt cái đàn rồi thì bán lại rất là khó nha các bạn. À, cái giá sửa vỏ là các bạn cũng đã biết rồi đó. Nhiều anh em có hỏi mình là chỗ nào để sửa vỏ thì mình cũng đã giới thiệu hết cho mọi người rồi đó. Tại vì bên mình không có làm dịch vụ, sửa vỏ và sơn đàn nữa. Nên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để khắc phục được những cái lỗi nứt này. Tất cả cái dòng đàn của Yamaha thì hầu như nó đều như vậy hết. Đặc biệt là dòng PSR này luôn, dòng ISO các bạn. Chạy muỗng từ đâu này. Đó, các bạn phải thấy ở bên đây như vậy là vừa đủ nè. À, còn mình muốn làm chắc hơn nữa thì mình đổ thêm nha. Nhưng mà các bạn phải che chắn ở bên đây lại. Chắn ở bên đây lại xong mình đổ cho nó ngập vào bên đây cứ. Được. Ở bên đây thì có thể mình sẽ đổ thêm một tí này ở khu vực này. Đó, các bạn thấy này, chỉ có 1/3 cái lượng keo mà thì mình pha ra thôi mà đã là làm hầu như là gần xong cái đàn này rồi. Thì cái này rất là lợi. Đó, các bạn cứ đổ đi. Nhiều bạn có một cái cách nữa là chống từng cái ống nước. Đó, các bạn có thể chống cái ống nước ra cũng được, hoặc là chống miếng nhựa ra, nhưng mà mình thấy cái cách đó nó vẫn không có hiệu quả bằng cái này. Tại vì cái này hồi trước mình đã đổ cho một cái ông bạn cách đây 5 năm rồi, và trên cái 910, và cái cây đó bây giờ thì ảnh xài vẫn ok, chưa thấy nứt luôn các bạn. Cái này mình thấy cách này là hiệu quả nhất, có thể mất thời gian một tí thôi, nhưng mà theo về lâu về dài thì cái cách này là ok nhất. Rồi. Lớp bên này mình có thể đổ tới đó thôi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ bây giờ nó sẽ tạo ra một cái lớp gia cố ở bên trong của đàn. Rất là ok và chắc chắn nha. Chỗ nào thiếu mình có thể trét vô, tại vì bên trong đàn thì không có quan trọng về thẩm mỹ đâu, nhưng mà chỉ cần nó vừa nhìn nó vừa đủ là ok rồi các bạn. Mình đừng làm nhớt nhát quá là được. Đó. Thì sau này các bạn kỹ như mình thì mình như cây này mình sẽ đổ luôn cái phần đế này luôn nè. Xíu nữa mình sẽ mở hết ra mình đổ phần đế luôn. Đó, đây là cái phần phổ biến nhất là nó hay hư ở phía trên này nè. Một vài cây thôi, chỉ rất ít cây mà bị cái phần đế này nha các bạn. Cho nên các bạn chỉ cần đổ phần này cho tốt đi là ok rồi. Cái ngoại hình của cái đàn thì cái thẩm mỹ nó cũng nằm ở trên cái phần mặt trên hết. Người ta sẽ quan tâm cái phần mặt trên nhiều hơn là cái phần đế ở dưới. Đó, cây này thì nó rất là ok, cho nên chỉ cần khắc phục ở cái phần nắp trên thôi. Thì cũng chung phương pháp như vậy, các bạn tháo rời ra và các bạn làm ở cái lớp phần đế này.
Thì đế thì đổ rất là dễ rồi, đế thì nó không có phức tạp, nó không có mạch, nó không có dính mạch giống như bên cái nắp đó. Đó, các bạn có thể thấy nè. Nếu các bạn thấy giống như mình là nó chuẩn bị, nó sắp sửa trào ra như vậy, thì các bạn tiếp tục tăng chiều cao của bên đây lên nha các bạn. Đó, thì mình phải tăng cái chiều cao này lên nữa. Đó, ví dụ như mình thấy cái keo nó sắp sửa tràn ra này, tại vì nó chảy ra rất là chậm, thì mình tiếp tục tăng cái chiều cao lên. Đó, mình nâng cái chiều cao bên kia thêm lên cho an toàn. Đó. Đó, thì các bạn sẽ thấy mình cứ nâng cái chiều cao lên. Cái chiều cao mà an toàn nhất là 45 độ nha các bạn. Thì mình không có cái diện tích lớn nha, nên mình chỉ làm được khoảng 30 mấy độ vậy thôi. Cái góc này nè. Cái góc này lên á, nó tầm 45 độ là chuẩn. Thì để cái này nó sẽ nằm keo này xong không bị tràn. Đó. Các bạn thấy không? Nên mình đổ vậy thôi. Mà cái đàn nó không có nóng. Cái keo này cũng không có nóng, không có tỏa nhiệt. Đó. Thì trong quá trình mà mình kiểm tra lại, mình thấy ví dụ như keo nó bị tràn lên xấu thì mình lấy tay mình lau được hết. Tại cái này không có dính dữ lên. Chị cái này nó chỉ dính khi mà đông cứng, cách cứng lại sau 3 đến 4 tiếng. Thì các bạn khi nào các bạn rảnh xô á, hoặc là có thời gian nhiều thì các bạn mới làm cái này nha. Chứ còn nếu mà đang làm vậy rồi người ta gọi đi xô là mình xách đàn đi thì cái keo nó chảy ra thì không tốt, nó không đúng chỗ nữa. Rồi, với lượng keo vừa đủ như vậy là an toàn nha các bạn. Đó, mình chỉ nên đổ vừa phải vậy thôi, không ham nhiều. Mình ham nhiều quá thì đổ lung tung đó. Đổ như vậy là vừa đủ chắc cho cái đàn của mình rồi. Và cái đàn này mình đảm bảo với các bạn, sau 2 đến 3 năm nữa nó không bao giờ nó nứt thêm được nữa. Đó, tại vì gia cố ở những cái phần đó quá chắc chắn rồi. Ví dụ chỗ này nó thiếu, cái góc này thiếu, mình có thể đổ thêm một miếng được này. Đó, mình đổ thêm một miếng nữa. Đó, keo này rất là chậm khô, cho nên mình cứ đổ vô rồi mình chờ. Cái này thì ngày mai mình có thể giao cho khách được rồi. À, rất nhiều anh em tới sửa đàn ở Metumi và hỏi cái cách để mình đổ keo như thế nào cho nó hiệu quả, thì đây mình sẽ hướng dẫn luôn. Đó. Đó, mình hôm nay mình mới được có thời gian để mình làm cái hướng dẫn này. Và sẵn mình đã tìm được một loại keo rất là ok. Thì nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình mua keo thì có thể liên hệ cho mình. Đó. Các bạn có thể liên hệ cho Metumi để mua cái loại keo này. Giá bán rất là rẻ nha các bạn, tầm từ 150-200 tùy cái số lượng mà bạn cần lấy thôi. Đó, tùy khối lượng keo mà bạn mua thôi. Đó. Đó, mình có thể đổ giống vậy này. Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Keo này hết sức đẹp luôn, lên màu đẹp cực kỳ luôn. Lên màu đẹp cực kỳ luôn các bạn. Đó. Đổ như vậy á. Rồi. Và đây là một cái kết quả mà hồi xưa nhân viên của mình đã đổ cho khách. Đây là một cái đàn S710 bị nứt vỏ rất là nặng nè. Mà sau khi mà đã làm xong á, sau khi mà cái bên đối tác của mình người ta vá vỏ lại rồi á, nhưng mà mình thấy vẫn chưa yên tâm, thế là mình mua về mình đổ. Bây giờ nó cứng cứng như cục đá luôn, rất là chắc nha các bạn. Ở bên trong thì bạn thấy là cái vết này là cái vết vá này, nhưng mà mình không tin tưởng cái vết vá này lắm, cho nên mình bắt đầu mình đổ luôn. Đó, thì bây giờ nó có một cái cục giống y chang như mà hướng dẫn bên đây. Cái cục đó bây giờ nó cứng lắm mà. Đó. Các bạn muốn đạt được cái kết quả bên kia thì cứ đổ giống như bên đây là được. Nhớ không được tràn ra bên đây nhiều quá nha các bạn. Phải để cho nó có mấp mé vậy thôi. Đó. Nếu mà các bạn làm tràn quá thì cái cạnh bên đây nó sẽ bị mắc lại này. Thì gắn vô nó sẽ dính đó. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Chúc các bạn thành công. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Metumi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.